Một người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn vừa bị công an thành phố Hải Dương lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 23 tháng. Theo đó, vào tối qua 30 tháng 3, tại chốt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn trên đường Trần Hưng Đạo, tổ công tác của công an thành phố Hải Dương yêu cầu dừng nhiều phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, trong đó có ô tô biển kiểm soát 34A50715 do anh Nguyễn Hữu Phúc ở 136 Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương điều khiển. Mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn giải thích nhiều lần, nhưng lái xe vẫn không thực hiện đúng yêu cầu thổi nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính số tiền 35 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 23 tháng.